chị nhá. Hôm nay tôi thay cái chậu cho các em mới này. Em mới lấy này được mấy hôm rồi. Đấy. Nhưng mà nó trên cái chậu xi măng này nặng quá. Nhưng mà thênh thang quá cũng không cần thiết. Thì tôi cái cây này nó nguyên bầu trừ từ cái thùng xốp nhấc ra các bạn nhé. Nhấc lên nó nguyên bánh. Thì nó là cái xanh Nam Điền cũng hòm hòm rồi. Cây chốt cút đầy đủ rồi. Để nuôi lấy dăm này, lấy dăm ra thôi. Đấy. Thì cho nên cái chậu này hết tiền mua chậu quá, chỉ có vá víu chậu cũ thôi. Thay cái này sang cái kia thôi. Đấy các bác. Thay cái này sang cái kia. Thì cái cây Nam Điền mini cỡ khoảng cao khoảng 20 phân đấy các bác. 20 phân. Đấy. 20 phân. Và tay chốt đủ rồi. Ok, thì bây giờ tôi thay sang cái chậu kia và tôi sửa một chút những cái đầu cút các bác nhé. Chứ cây này nó còn non lá đấy, đáng nhẽ không nên thay bây giờ đâu, nhưng mà cái này nặng quá. Thì tôi phải cho sang cái kia. Bởi vì nó còn nguyên bầu thì cũng đỡ, người ta mới trồng thôi. Sang đây thôi. Thì mình lại nhắc lại tí vậy. Đấy. Tí đã lên các bác nhìn thì xem nó có ok không nhá. Đấy. Giờ đây đang hơi để ở dưới thấp nên nhìn nó không rõ lắm. Thank you.
Em nó đây, thay chậu chứ chưa sửa được cái gì nhiều cả, nó còn là mới cắt mà, cắt kiếp nó cũng khá chuẩn rồi. Giờ sẽ tôi sửa mỗi cái đầu này cho cái tay này nó
nó lộ cái tay này ra này. Đấy. Sau còn phải chỉnh sửa nhiều. Đây, bỏ một cái ngọn giả đây. Đấy. Vách việc xuống hai cái vách này được không? Chân bệ đế rất là đẹp rồi. Cao đây, cao các bác nhé. 20 phần. 20 phần. Đấy. Bệ đế này. Dễ xòe như cái bệ nhãn luôn các bác. Dễ xòe như bệ nhãn luôn các bác nhỉ. Đấy. Phê lắm. Nói chung là nuôi cây này thì sẽ làm được một cây mini rất đẹp và nhanh. Nhanh xong. Cơ bản là nó hòm hòm rồi các bác. Hòm hòm rồi. Không còn là phôi cụt nữa. Đấy các bác. Nhìn cái bệ đấy thích không? Cái chậu này lọt lòng là 30-40 các bác nhé. À phủ bì ấy. Phủ bì là 30-40 nhé. Thì vừa với cái bệ này luôn. Vừa với cái bệ này. Đấy, vừa với cái bệ này. Vừa với cái bệ này. Chi 1, chi 2, chi 3, chi 4 và là ngọn là 5. 5 không nhé. Đấy, cái ngọn này nuôi thẳng lên thì bắn một cái ở đây ra làm cái chi thứ 4 và ngọn là cái quả phúc thứ 5. Đấy, tất cả thành một cái tam giác này. Cái nón này. Đấy, bác xanh Nam Điền nhá. Rất lành lặn. Rất lành lặn và rụt rịt. Rụt rịt chân bế, chân bệ đẹp. Miễn chê. Miễn chê. Đấy, các bác thấy. Chân bệ rất rộng rãi. Cho nó phóng bệ lan ra đây mà. Chỗ đấy hơi dài. Đấy, đây này. Cắt lìa chỗ này ra rồi, chỗ này hơi dài. Đấy. Trải, cây trải. Ngày xưa là hạ từ một cái thân thủ nào xuống, đặt vào một cái phiến đá. Bây giờ bệ nó xòe này đẹp. Đấy, hầu như tất cả cây mini bây giờ đều là cây hạ ngọn hoặc hạ cành xuống. Đấy, thì sau làm một bệ thì nhỏ rất là đẹp. Đấy, như này. Xòe như này. Nó xòe như này. Đấy. Thích lắm các bác. Nó lại lành lặn. Đúng là một cây mini kiểu vừa truyền thống lại vừa thiên nhiên các bác. Không có lạm dụng đục đẽo gì cả. Cũng không có gọi là hầm hố gì cả. Một cái cây trực làng luôn. Ngũ phúc. Các bác nhé. Đẹp không các bác? Rất đẹp không? Tôi quên không quay một phát từ trên xuống. Lá non nó hơi rậm nên các bác thông cảm. Cây chia tay cút rất chuẩn rồi. Rất chuẩn chỉ rồi nhé. Thánh lượn rất hay. Lắc, kho lắc rất hay. Đấy, chuyển ra đây, chuyển đây. Rồi trục chính này nhé. Trục chính của cái tay thứ nhất đây. Trục chính của cái tay thứ hai đây. Và trục. Và đánh ở phía này sang nữa. Đến đây là xong. Và cái xia sau đây. Có thể cái này sẽ mượn làm một cái mầm này sẽ mượn làm một cái vách ở đây nữa. Đấy. Vì nó mọc đúng phần âm luôn thì vắt xuống. Còn bệ dễ mà mình lấy xuống thì mùa mưa nó sẽ ra ngay thôi. Không cắt là ra ngay. Hạn chế vắt lá mới lại gặp mưa là nó xuống ngay mà. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Cây đẹp các bác.